Hello, xin chào toàn thể nhá. Số công nghệ Galen 4.0 Hotline 0886 99. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy dò định vị nghe nén, máy ghi âm này và camera giấu kín bạn nhé. Mã của dòng sản phẩm này là M8000 bạn nhé. Đây. Đó thì cái mẫu M8000 này đang là cái mẫu là hàng cao cấp nhất của đơn vị nhà mình. Đây. Đó, trên vỏ hộp có chữ M8000 đây. Đó, đây. Thì cái mẫu này ví dụ các bạn đang nghi ngờ, các bạn theo dõi có người đặt cái máy định vị theo dõi các bạn này, camera này cũng như máy ghi âm, thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu này các bạn nhé. Đó thì cái mẫu này rất là nhỏ gọn thôi, các bạn có thể là dò vào trong ô tô này, cũng như bạn có thể là gắn vào trong phòng, các bạn dò trong phòng, nói chung là ở chỗ nào các bạn cũng có thể dò được các bạn nhé, bởi vì cái mẫu này nó cũng rất là nhỏ gọn thôi các bạn nhé. Đó, thì đây sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm máy dò này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người test cái chất lượng máy dò thực tế cho mọi người nhé. Rồi. Đó, đây là chiếc máy dò M8000. Đó, bên ngoài là vỏ được là bằng thép các bạn nhé, rất là chắc chắn. Đây. Đó. Nhìn hình thức cũng rất là đẹp luôn. Đó. Đi kèm theo thiết bị sẽ gồm có một bộ phụ kiện này. Thứ nhất là sẽ gồm có một cục sạc này. Đó. Đây là một cái lúc các bạn có thể là ốp vào mắt đấy, các bạn nhìn xem là ví dụ như gặp camera thì đây các bạn sẽ bật lên, các bạn dò, nó sẽ có 3 chế độ nhé, hai này, nó 3 chế độ giúp bạn có thể đi soi này, các bạn ví dụ các bạn dò mà gặp cái mắt camera dấu kín thì các bạn sẽ nhìn qua cái đây, nó sẽ hiện một dấu chấm đỏ trên cái màn hình đây nhé. Ở trong một sản phẩm thì sẽ gồm có đó, thứ nhất là sẽ gồm có một cái dâu dò. Đó, dâu dò giúp các bạn có thể là khi bạn dò vào buổi tối thì các bạn sẽ cắm cái dâu dò này vào, thì ở trên cái dâu này sẽ phát ra cái ánh đèn các bạn nhé, giúp các bạn có thể dò được vào buổi tối. Đó, và một dây cắm sạc này. Đó, khi pin bạn sẽ cắm sạc pin điện thoại thôi. Đó, các bạn cắm sạc pin khoảng 3 đến 4 tiếng là đầy pin. Đây, một dây cắm sạc của cái máy dò cắp đây. Đó, cái máy dò này. Đó, và đây là một cái dây móc treo của cái máy dò con này các bạn nhé. Đó, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết này, sẽ có 3 thứ tiếng bạn nhé. Đây, tiếng Anh này, tiếng đây tiếng gì mình cũng không rõ đây. Đó, và một tiếng Trung nữa đây. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm máy dò định vị nghe nén và camera giấu kín này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy dò M8000 này và đi vào test chất lượng máy dò thực tế cho mọi người nhé. Đây. Đó. Thì đây nút xoáy ngoài cùng đây sẽ là nút on off giúp các bạn có thể là bật mở thiết bị này. Đó, đây sẽ là nút để giúp các bạn có thể là điều chỉnh cái âm thanh các bạn nhé. Đó, chữ MA và chữ RF này. Đó, khi bạn cắm dâu vào nhá thì bạn sẽ gạt lên sang chữ MA là cái đèn ở trên cái dâu này sẽ phát sáng bạn nhé. Đây. Đó, và đây sẽ là cái chỗ để các bạn cắm dâu. Đó, bên dưới đây sẽ là cái chân cắm sạc của cái máy dò. Đó, đây mình sẽ cắm tiếp cho bạn cái bật dâu lên luôn bạn nhé. Đây. Đây các bạn sẽ bật lên đó. Đây. Đó, đây còn khi bạn tắt đi nhá. Đó, đây. À, các bạn bật lên thì khi bạn dò buổi tối thì bạn sẽ thấy lúc nào nó kêu này thôi, nhưng mà khi mà các bạn thấy cái đèn, chủ yếu mình nhìn cái đèn này nhá. Đó. Đây. Nói chung là khi bạn dò thì bạn không cần cái dâu này cũng được bạn nhé, các bạn vẫn có thể dò được bình thường. Đó. À, thì sau đây mình sẽ test cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ bật sang cái chế độ đây. Đó. À, các bạn sẽ gạt sang cái xoáy sang cái chỗ mà có tầm 9 giờ bạn nhé. Đây. Đó. Này, tầm 9 giờ. Đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy định vị nghe nén và ghi âm từ xa. Đó, mã là Super GPS One S10 bạn nhé. Đó, đây là cái mẫu hàng mới của đơn vị nhà mình. À, và mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc camera giấu kín siêu nhỏ mã là S200, mắt cúc áo này. Đó, mình sẽ test cho các bạn chất lượng của máy dò định vị cũng như là máy dò camera luôn bạn nhé. Đó, thì mình đã cái máy dò này, cái máy định vị này sẽ gắn một cái sim bên trong nhá, thì mình sẽ test cho các bạn cái máy dò luôn. Mình sẽ gọi điện bằng sim ở trong cái máy định vị này các bạn nhé. Đang khi các bạn cầm đi dò nhá. Đây. Đây. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ nghe lén được nhá. Alo alo. Alo alo. Alo alo. Đó, đây mình tắt đi nhá. Đó, thì cái máy dò sẽ không kêu nữa hoặc là có tín hiệu nó rất là yếu các bạn nhá. Đây. Tín hiệu rất là yếu. Đó,
khi mà mình gọi điện nghe này, gọi điện mình nghe vào cái sim ở trong cái máy định vị này thì thiết bị nó sẽ tín hiệu rất là mạnh luôn. Đó, các bạn chủ yếu là nhìn xem cái tín hiệu này nó phát ra có mạnh hay không nhá. Đó, thì cái máy dò rất là chính xác luôn. Đó. Alo. Đó. Đó là mình đó là chức năng dò định vị nghe nén bạn nhá. Đây, bạn đợi một chút sẽ không kêu nữa. Đây, đó là cái chức năng dò máy nghe nén bạn nhé. Đó, thì tiếp theo mình sẽ bật cái camera lên. Đó, khi mà mình chưa bật, mình bật lên nhá, thì cái nó sẽ không có tín hiệu sóng mà tín hiệu nó rất là yếu. Đây, mình sẽ bật cái chế độ lên. Đó, bật camera lên nhá. Đó, thì bạn sẽ đợi một chút đây. Đó, bỏ này định vị ra. Đó, thì các bạn sẽ đợi một chút nhá. Đợi một chút thì cái máy dò sẽ đi dò ra cho các bạn thấy luôn. Đó, các bạn sẽ đợi một chút này. Đó. Đây. Đó, tín hiệu nó sẽ không được mạnh như cái dò như cái sóng của cái máy định vị bạn nhé. Đó, nhưng mà khi bạn nhìn thấy đây, đây mình để ra xa nhé, để ra xa đây, đây. Đây. Đó, các bạn dò rất là chắc luôn bạn nhé, rất là chính xác. Đây, cái mình bỏ ra này, đây. Khi mình bỏ ra. Đó, nói chung là cái máy dò này thì dò đang là máy dò hàng cao cấp nhất và chính xác nhất, dò được vừa dò được cả camera dấu kín này, camera ngụy trang này, máy định vị nghe nén, máy ghi âm bạn nhé. Đây, dò được hết. Đây, đó dò rất là chính xác luôn bạn nhé. Đây, khi các bạn đi dò nhé, các bạn chỉ cần cầm các bạn lướt qua thôi, nếu mà phát hiện ra là ấy thì nó đã kêu rồi bạn nhé. Đây, đó, các bạn dò ở trong nhà này cũng như trong ô tô mà camera giấu kín, camera siêu nhỏ thì cũng như định vị nghe nén thì rất là chuẩn xác bạn nhé. Giờ mình sẽ tắt cái camera đi. Đó, thì cái này nó sẽ làm im hơn, nó sẽ không phát ra một tín hiệu đèn gì nữa. Đó, thì vừa rồi mình đã test cho mọi người cái chất lượng máy dò thực tế của chiếc máy dò cao cấp M8000. Thì bạn nào đang nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy dò cao cấp này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Vi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Nhận hàng bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hòa nào vào cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Ở đây video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.